Kính thưa quý vị, tiếp theo là tiểu sử Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại Việt Nam, trong một gia đình nghèo với 8 anh chị em. Thời niên thiếu, Thức biểu thị một niềm đam mê với kiến thức và giáo dục, vì ông tin rằng đó là phương tiện đáng tin cậy nhất để giúp đỡ gia đình mình. Thôi thúc, bởi ý chí và quyết tâm, ông luôn luôn cố gắng học tập, và làm việc cùng một lúc. Với tất cả nỗ lực của mình, ông đã thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành công nghệ thông tin. Đầu năm 1993, Trần Huỳnh Di thức mở một cửa hàng vi tính nhỏ. Chỉ một vài tháng sau, cửa hàng của thức đã có thể tự lắp ráp những chiếc máy vi tính cá nhân đầu tiên. Dù nhỏ nhưng cửa hàng không chấp nhận làm giảm giá trị thương hiệu eis của riêng mình từ chối chạy theo trào lưu thời thượng bằng một nhãn hiệu nước ngoài giả nào đó cho dù khi đó thị trường việt nam vừa mới được mở cửa rất ưa chuộng hàng ngoại nhập cuối cùng sự quyết tâm đã giúp cửa hàng của thức tìm thấy thành công đáng ngạc nhiên vì khách hàng bắt đầu đặt niềm tin vào một thương hiệu nội địa nhờ chất lượng sản phẩm và các dịch vụ hậu mãi của nó. Do đó, doanh thu của EIS tăng nhanh. EIS trở thành thương hiệu chi phối phân khúc máy tính gia đình trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994. Cuối năm 1994, Thức gặp Lê Thăng Long, người bạn cũ của anh tại trường đại học và khi đó đang thành công ở vị trí giám đốc một công ty liên danh tại Hà Nội. Anh đã đề nghị Long cùng mình thành lập một công ty mới. Tại thời điểm đó, mặc dù doanh nghiệp tư nhân đã được công nhận hợp pháp, hầu hết người Việt đều cảm thấy an toàn hơn với một công việc tại các doanh nghiệp nhà nước hay các công ty liên danh có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, Thức và Long là một trong số ít người đã chọn đi ngược lại công thức đó. Với hành trang là niềm tin, họ rời bỏ những công việc đầy hứa hẹn tại công ty liên danh để khởi sự bằng doanh nghiệp của chính mình, qua đó tạo ra một xu thế mới. Internet đến cuối năm 1997 mới được cho phép sử dụng ở Việt Nam, nên ngay cả việc sử dụng, các công ty tinh học Việt Nam cũng chưa biết, huống chi là hiểu về công nghệ. Nhưng công ty EIS đã quyết định nhắm vào thị trường này để cạnh tranh với các công ty nước ngoài sừng sỏ lúc đó như IBM và Spring. Từ năm 1998 trở đi, internet chính thức được sử dụng ở Việt Nam, tạo nên một nhu cầu truy cập internet bùng nổ. Tuy nhiên, thời điểm đó, các nhà cung cấp dịch vụ internet vẫn còn sử dụng công nghệ truy cập analog qua đường điện thoại nên dung lượng và tốc độ truy cập rất hạn chế, không đáp ứng được cho nhu cầu đang tăng rất nhanh. Nhận thấy lỗ hổng trên, công ty EIS đã giới thiệu vào thị trường công nghệ truy cập digital mới nhất vào lúc đó, cho phép mở rộng nhanh dung lượng lẫn tốc độ truy cập nhiều lần so với công nghệ analog cũ. Nhờ vậy, duy việc thắng thầu nhiều dự án mở rộng hạ tầng internet trước các hãng lớn nước ngoài tạo nên một hiện tượng mới lạ. Năm 2000, công ty trách nhiệm hữu hạn tinh học EIS chuyển đổi thành công ty cổ phần công nghệ thông tin EIS với sứ mệnh tiến công mạnh mẽ vào thị trường công nghệ thông tin quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới chỉ hai năm sau, với ba công ty con gồm One Connection Singapore, One Connection USA và One Connection Việt Nam có mặt tại San Jose, Sài Gòn và Singapore. EIS đã tự tin và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ mạnh trên thế giới vào lúc đó. Sau khi ra mắt vào tháng 2 năm 2003, One Connection Singapore nhanh chóng nổi lên, thành một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên môi trường internet toàn cầu. Nhờ thành công về thương mại của công ty, các hãng thông tấn, truyền hình quốc tế và Singapore bắt đầu đưa tin rầm rộ sự kiện công nghệ Việt Nam xuất hiện cạnh tranh vững chãi trên thị trường toàn cầu. Kể từ đó, Trần Huỳnh Di Thức thường được mời và đối đãi trọng thị bởi các cơ quan phát triển kinh tế Singapore theo chính sách thu hút nhân tài và đầu tư của họ. Trong thời gian đó, One Connection Singapore đang phát triển mạnh mẽ sang các thị trường Mỹ, Úc và Canada, nhưng với một tấm lòng luôn hướng về đất nước, cuối năm 2008, Trần Huỳnh Di Thức đã thuyết phục hội đồng quản trị EIS thông qua quyết định đưa doanh số nước ngoài về việt nam để tăng đóng góp cho ngân sách quốc gia one connection singapore được chuyển thành một dạng như tổng đại lý bán hàng cho one connection việt nam nộp hết doanh thu về việt nam sau khi đã trừ các chi phí hoạt động cần thiết trong khi one connection việt nam trở thành chủ thể cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong lẫn và ngoài nước nhưng điều trớ triêu là ngay tại trên quê nhà, One Connection không những không được ngân đoán mà nó còn bị gây khó dễ. Các đối tác nước ngoài dự định làm đại lý cho One Connection khi vào Việt Nam làm ăn đều bị ngầm cảnh báo rằng không nên hợp tác với One Connection vì nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tháng 3 năm 2009 Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định buộc One Connection Việt Nam ngừng cung cấp dịch vụ và xử phạt hình chính, tịch thu các máy móc thiết bị, không chấp nhận sự vô lý và cường quyền đó nên One Connection Việt Nam khiếu nại lên Bộ Thông tin Truyền thông. Đồng thời, đến tháng 5 năm 2009, dưới sự chỉ huy pháp lý của luật sư Lê Công Định. One Connection Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ khởi kiện Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra tòa án hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và đang nghiên cứu để kiện ra tòa án Singapore. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2009, Trần Huỳnh Di Thức bất ngờ bị bắt với thông tin ban đầu là trộm cướp viễn thông. Tuy nhiên, một cách vô lý, chỉ một thời gian ngắn sau, cả Lê Công Định, Lê Thăng Long đều lần lượt bị bắt và cùng với thức bị chính quyền cáo buộc tội, lật đổ chính quyền gây chấn động. Trong khi đó, cáo buộc trộm cướp viễn thông đối với thức đã không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào sau hàng tháng lục tìm hệ thống thiết bị và sổ sách công ty, để rồi sau đó được chuyển thành khởi tố, kinh doanh trái phép nhưng đến tháng 12 năm 2009, quyết định khởi tố này cũng không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào, dù là mơ hồ, nên nó đã buộc phải hủy. Theo sau việc bắt bớ, Quan Connection Việt Nam và EIS bị thanh tra thuế toàn bộ quá trình hoạt động hàng chục năm của hai công ty này trong ba tháng liên tiếp với lý do liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã không tìm được bất cứ bằng chứng nào cáo buộc các công ty này trốn thuế. Không lâu sau đó, One Connection Việt Nam đã bị rút giấy phép, còn dự án mở rộng của EIS ra Đà Nẵng để làm trung tâm hỗ trợ khách hàng toàn cầu lại không được cấp phép. Các công ty này chỉ còn cách phá sản, giải thể khi vây quanh là những rào cản và sự cô lập có chủ đích. Hiện tại, các cựu nhân viên của EIS và One Connection Việt Nam đều đang có những công việc tốt tại nhiều công ty lớn trong và ngoài nước. Có những người có mức lương cao đến 5.000 USD mỗi tháng, cũng có người ra thành lập doanh nghiệp và cũng khá thành đạt. Tất cả họ đều ghi nhận EIS là một lò đào tạo nhân tài và Trần Huỳnh Di Thức không chỉ là người lãnh đạo có tầm nhìn mà còn là một người thầy tận tỵ, một huấn luyện viên giỏi luôn biết truyền cảm hứng nhiệt huyết và lòng tự hào về việt nam cho họ